Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bò Ú House. Và ngay sau đây mình xin chia sẻ đến các bạn những cách mà mình đã áp dụng để trị cháy giận cho các bé, cũng như là ưu nhược điểm của từng phương pháp. I'm a true pig. Phương pháp đầu tiên mà mình sử dụng đó là thuốc xịt han tóc. Thì cách dùng là chúng ta sẽ xịt một xịt vào gáy của các bé thôi. Và chúng ta xịt kết hợp với lại tắm các bé xen kẽ hai cái hoạt động này sau mỗi 36 cho đến 48 tiếng đồng hồ, cho đến khi mà bé hết ve và giận thì thôi. Và cái phương pháp này có ưu và nhược điểm như sau. Đầu tiên là về ưu điểm thì nó sẽ phù hợp với những bé tăng động mà chúng ta không giữ được quá lâu. Và thứ hai là nó sẽ phù hợp đối với những bạn mà không có sẵn tông đơ ở nhà. Còn về nhược điểm thì phương pháp này nó sẽ kém hiệu quả, bởi vì hiệu quả của nó khá là lâu. Đối với những bé mà có quá nhiều giận hay là có đủ cả hai cái loại giận là giận cắn và giận chích hút thì cái phương pháp này nó khá là kém hiệu quả và đòi hỏi chúng ta cần phải bỏ nhiều công sức ra để xịt rồi là để tắm cho các bé. Và thứ hai là cái phương pháp này nó còn kém hiệu quả đối với trường hợp là các bạn trong cái môi trường nuôi ở những cái vùng ẩm ướt hay là vào mùa ẩm ướt, thì cái việc xịt và chúng ta tắm kết hợp như vậy thì nó cũng vẫn tạo được cái môi trường ẩm để cho những cái con ve và cháy giận đấy nó phát triển sinh sôi. Và phương pháp thứ hai đó là phương pháp tắm bằng cồn loãng. Thì chúng ta sẽ trước khi mà chúng ta tắm bằng sữa tắm cho các bé thì chúng ta sẽ hòa một chậu nước kèm với cả cồn theo tỷ lệ là 2 cồn và 1 nước. Cồn chúng ta sử dụng cồn 90 độ. Thì sau khi mà chúng ta hòa loãng như vậy vào nước ấm nhá, thì các bạn sẽ có một cái hỗn hợp cồn pha loãng và các bạn sẽ tắm tráng cho các bé, lưu lại ở trên lông khoảng từ 3 cho đến 5 phút. Sau đấy thì các bạn mới sử dụng sữa tắm và các bạn tắm cho các bé như bình thường. Thì cái phương pháp này chúng ta có cái ưu điểm đó là chỉ sau 1 cho đến 2 lần tắm thì cái số lượng ve cháy giận ở trên da và lông của các bé gần như là giảm hẳn, thậm chí là hết sạch luôn cả trứng. Ngoài ra thì phương pháp này còn giúp cho chúng ta loại bỏ được nấm cũng như là các cái loại ký sinh trùng khác ở trên da và trên lông các bé, bởi vì là cồn có cái tính làm sạch bề mặt khá là tốt. Tuy nhiên thì phương pháp này có một cái nhược điểm cũng như là cái lưu ý duy nhất là chúng ta không được để cái cồn đấy dính vào mắt của các bé trong quá trình chúng ta tắm tráng. Và cách để chúng ta có thể tắm cái vùng đầu, vùng mặt của các bé để đảm bảo an toàn đó là chúng ta nên sử dụng một cái khăn ẩm hoặc là sử dụng tăm bông để thấm cái cồn đó. Sau đấy thì chúng ta sẽ dấp vào cái phần lông ở vùng mặt, chứ chúng ta không nên dội hay là chúng ta nhỏ giọt để tránh cái cồn đấy nó dính vào mắt và gây kích ứng cho các bé. Thậm chí là nếu như các bạn hòa cồn với nồng độ quá đậm đặc thì nó còn gây hỏng mắt nữa. Thế nên là chúng ta cứ hòa loãng thôi. Có thể là nó sẽ hiệu quả kém hơn nhưng mà nó sẽ an toàn cho mắt cũng như là cho da các bé hơn. Và cái phương pháp thứ ba đó là phương pháp mình sử dụng cái tông đơ. Mình cạo sạch lông các bé sau đó mình tắm như bình thường. Thì phương pháp này có ưu điểm đó là mình thấy nó rất là nhanh gọn. Chúng ta chỉ cần cạo là tất cả trứng cháy giận là nó sẽ bay hết. Nó sẽ đi theo lông, chúng ta chỉ cần bỏ cái phần lông đấy đi. Sau đó chúng ta tắm là nó sẽ sạch sẽ, chỉ sau một lần thôi. Thế nhưng mà cái phương pháp này nó có cái nhược điểm. Thật ra thì mình cũng không nghĩ đó là một cái nhược điểm đâu, bởi vì là nó tiện đối với những bạn mà có tông đơ. Thế nhưng mà những bạn mà không có thì chưa có thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn là đặt mua được, bởi vì nó cũng không quá đắt. Một cái tông đơ cho thú cưng thì nó không quá đắt đâu. Và thứ hai là mình cũng không coi đó là một cái nhược điểm, đó là nó sẽ tạo ra một cái diện mạo nó không được cute như ban đầu cho các bé. Thế nhưng mà nó là một cái trải nghiệm, mình thấy nó thú vị, nó vui. Chỉ sau khoảng 3 đến 4 tuần thôi, các bạn yên tâm là lông sẽ mọc lại như cũ, với màu như cũ. Và thậm chí là lông thì nó còn cứng cáp và bóng mượt, khỏe hơn so với cả lông ban đầu. Thế nên là các bạn có thể, mình thì mình khuyên là các bạn nên sử dụng phương pháp thứ hai hoặc phương pháp thứ ba. Và ngoài ra thì các bạn còn sử dụng các phương pháp nào hiệu quả nữa thì hãy để lại comment dưới video này để chia sẻ cho mình cũng như là các bạn khác cùng tham khảo. Và video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.